Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Normal Computer. Nếu như bạn đang tìm cho mình một chiếc laptop để phục vụ công việc, yêu cầu là máy phải mạnh để xử lý các tác vụ này, nhưng phải vừa đẹp, mỏng, nhẹ để có thể mang đi họp này hay là gặp đối tác, thì EliteBook của HP chính là một chiếc laptop sinh ra để làm việc đó. EliteBook thì được HP định hình là một chiếc laptop dành cho nhân sự cao cấp này, dành cho doanh nhân này, yêu cầu tính ổn định, bền bỉ và bảo mật cao. Năm nay thì HP đã cho ra phiên bản G10. Và nó cũng không có quá nhiều điểm khác biệt so với cả G9 đâu. Nhưng có một vài điểm tinh chỉnh để phù hợp hơn với công việc, vì nó mang cho mình một sứ mệnh là trở thành chiếc laptop dành cho doanh nghiệp. Vậy thì một chiếc laptop cao cấp dành cho doanh nghiệp sẽ như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Anh em hãy nhớ đăng ký và theo dõi kênh YouTube của Normal Computer để nhận ngay mã giảm giá Normal 300, giảm trực tiếp 300.000 khi mua mỗi laptop bất kỳ tại Normal Computer. Chi tiết chương trình mình sẽ để ở phần mô tả để anh em có thể tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ chúng ta hãy bắt đầu video thôi nào. HP EliteBook 845G10 là một chiếc laptop cao cấp dùng cho doanh nghiệp, thường được dùng cho các sếp này, các chuyên gia trong ngành này, với khối lượng công việc cao, cường độ lớn, cần phải di chuyển nhiều. Chính vì vậy, chiếc laptop này có những tính năng rất thuận lợi cho công việc. HP hiểu một doanh nhân cần gì và đẩy mạnh tập trung vào những yếu tố đó, đẩy nó lên một tầm cao mới. Còn những cái yếu tố mà không quá quan trọng thì chỉ làm mức vừa phải mà thôi. Chính vì vậy, đây là một chiếc laptop doanh nhân nhưng lại có giá đủ tốt, quá là hợp lý luôn. Ví dụ như màn hình đi, chúng ta sẽ có một màn hình là 500 nit độ sáng, rất là sáng đúng không nào? Bởi vì HP hướng tới đối tượng người dùng sẽ phải sử dụng ở nhiều môi trường khác nhau, trong nhà này, quán cà phê, ngoài trời hay là thậm chí trên máy bay nữa. Chính vậy mà phải yêu cầu một cái màn hình có tấm nền nhám này và độ sáng cao để không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng bên ngoài. Và đây cũng là một chiếc màn hình tiêu chuẩn cũng như chất lượng đối với Ultrabook hiện đại rồi. Chúng ta sẽ có một màn hình với tỷ lệ màn hình là 16:10, tấm nền IPS, tần số quét là 120Hz và độ chuẩn màu rất là cao, 100% sRGB. Không những thế, lại còn có cả công nghệ HP Dream Color cho cái màu sắc của chiếc màn hình này cực kỳ đẹp và sống động. Và điểm thứ hai một chiếc laptop doanh nhân cần đó chính là camera và mic đàm thoại. Bây giờ thời buổi này mọi người đã quá quen với việc là họp online qua Skype, qua Zalo, qua Google Meet rồi. Chính vì vậy, một camera tốt là một điều rất cần thiết. Và HP EliteBook 845G10 đáp ứng được điều đó với một webcam trang bị ở đây là 3,7 megapixel, độ phân giải 2,5K, cho phép quay video là 2K và 30fps. Nếu như anh em có xem mình review từ đầu đến giờ ấy thì đây là chiếc laptop mà có webcam tốt nhất rồi. Đã thế lại còn bắt nét khuôn mặt cho hình ảnh rất là sắc nét. Ngoài ra thì mic của chiếc máy này cũng có chất lượng cực tốt. Chúng ta còn có thể tinh chỉnh ở trong HP Audio nữa, giúp có thể khử tiếng ồn và lọc âm, đảm bảo được một chất lượng cuộc họp tốt mà chúng ta không cần phải cắm thêm những thiết bị bên ngoài như là camera hay mic nữa. Với người dùng phổ thông thì cái điều này không quá quan trọng, nhưng mà với một sếp, một chuyên gia thì để đảm bảo một chất lượng cuộc họp cao cũng như là duy trì chất lượng cuộc họp thì đây là một điều cực kỳ cần thiết. Điểm thứ ba đó chính là tính di động. Chiếc máy này của chúng ta chỉ nặng 1,33kg mà thôi. Nếu như mà so với các đối thủ khác như là ThinkBook 14G 5+ này là 1,4kg, hoặc là Q420 của chúng ta sẽ là 1,56kg, thì chiếc máy này là nhẹ nhất rồi. Mà không những thế nhá, chúng ta còn có một viên pin cực kỳ ổn, 51Wh. Mình có sử dụng khoảng 6 tab Chrome này, Word, Excel này, độ sáng màn hình khoảng 60%, thì dùng được rơi vào 5 đến 7 tiếng đồng hồ cũng ok đúng không nào? Và tính di động còn nằm đây nữa này, anh em có thấy đây là cái gì không? Đấy, đây, chính là khe SIM nhá. Anh em hoàn toàn có thể lắp SIM vào, rồi sử dụng 4G, 5G rất là vô tư, thậm chí là gọi điện ở trên chiếc máy này luôn. Đúng là một chiếc laptop cho doanh nghiệp cao cấp có khác, rất nhiều thứ hay ho và ổn áp. Điểm thứ tư đó chính là bảo mật. Chiếc máy này của chúng ta thì khi mua sẽ được đi kèm với đó là gói Win bản quyền, giúp cho doanh nghiệp có thể bảo mật tốt hơn trong những cuộc tấn công mạng. Và thêm vào đó, đó chính là bảo mật vân tay nữa. Ở đây, cực kỳ là nhạy. Đấy, cứ chạm cái là mở thôi. Điểm thứ 5 khá là hay ho, đó chính là bàn phím của chúng ta có khả năng chống tràn. Nghĩa là anh em lỡ chẳng may đổ nước vào thì nó có thể hạn chế bớt thiệt hại cho chúng ta. Nhưng mà anh em lưu ý nhá, thì nó chỉ đỡ hơn những chiếc laptop trên thị trường một chút thôi. Chứ laptop mà, làm gì có khả năng chống nước đâu. Bàn phím khá là tín, ấn khá là đanh và phản hồi cũng nhanh nữa. Độ nảy thì vừa phải, rất là phù hợp để chúng ta có thể soạn thảo văn bản ở trên chiếc máy này. Và touchpad, đây là một điểm mình rất thích này. Touchpad to nhá, được phủ kính, dùng rất là mượt luôn. Cảm giác ấn chuột trái chuột phải, đấy, rất là chắc chắn, không có hiện tượng bị lỏng lẻo. Và ở xung quanh này,
còn được cắt CNC sáng bóng lên, trông rất là đẹp mắt và sang trọng. Đây là một chiếc laptop doanh nhân nên việc phải mang đi gặp đối tác này rồi khách hàng này rất là nhiều. Chính vì vậy, yếu tố thẩm mỹ chuyên nghiệp cũng là một yếu tố rất là quan trọng. Đây, chúng ta cứ nhìn vào mặt A này đi. Một mặt A được thiết kế rất là đơn giản với logo HP được đặt ở chính giữa như này và được cách điệu đi, trông rất là sang trọng và đẹp, cực kỳ phù hợp với cả môi trường công sở. Mặt A này của chúng ta thì được hoàn thiện rất là tốt rồi với kim loại và được phủ lên trên nó một lớp sơn sần cho cái cảm giác cầm nắm rất là tốt này. Đấy, các góc cạnh mọi người cứ nhìn mà xem này, được bo tròn làm cong rất là tinh tế rồi. Và thậm chí nhá, cả tản nhiệt chúng ta cũng được giấu ở trong bản lề này cho cái cảm giác cực kỳ là thẩm mỹ. Mình có ấn thử vào cái phần ở chính giữa này này. Đấy, đây thường là cái phần yếu nhất nhá. Hoặc là nhá, mình vặn vẹo thử màn hình đi. Đấy, dùng lực cũng khá là mạnh đấy, nhưng cảm giác vẫn rất là chắc chắn. Bản lề của chúng ta thì rất là êm và mượt, cho phép có thể gập mở lên đến 180 độ. Đấy, rất là dễ dàng để có thể chia sẻ thông tin với khách hàng và đối tác. Và ở trên mặt bàn phím này, rất là chắc chắn luôn. Đây, mình có ấn thử này. Anh em cứ tham khảo xem là ThinkBook 14G 5+ cái độ hoàn thiện nó tốt như thế nào. Thì chiếc máy này cũng tốt tương tự như vậy, thậm chí có phần nhỉnh hơn một chút. Hiện máy của chúng ta thì được trang bị hầu như các cổng kết nối cần thiết cho công việc rồi. Ở phía bên trái của chúng ta thì sẽ có một cổng HDMI, một cổng USB Type-A, hai cổng USB Type-C kết hợp Thunderbolt 4, hỗ trợ sạc và xuất hình ảnh. Và một cái khe rất hiếm gặp đó chính là khe SC. Ở một số phiên bản nhá, còn hỗ trợ cả cắm thẻ ngân hàng vào nữa. Ở phía bên phải chúng ta thì sẽ có một khe SIM, một cổng USB Type-A và một jack tai nghe. Nhìn qua một chút về mặt đáy nhá. Đây, chúng ta sẽ có 2 gờ cao su chạy dài như này, giúp cho máy của chúng ta chống trơn trượt. Toàn bộ khu vực này là khu vực lấy gió vào làm mát cho máy nhá. Hai bên này chính là hai loa stereo tune của B&O, hoạt động bằng cách là phản xạ âm thanh từ bề mặt phía dưới lên, giúp cho âm thanh của chúng ta khá là to và chất lượng âm thanh cũng ở mức ổn. Đó là toàn bộ về mặt thiết kế của HP EliteBook 845G10, một chiếc laptop cao cấp phục vụ cho công việc. Và tất nhiên rồi, cấu hình cũng phải đi đôi để thực hiện sứ mệnh đó. Chiếc máy của chúng ta thì được trang bị là CPU Ryzen 7 7840HS mạnh mẽ với 8 x 16 luồng, up to lên tới 5.1GHz. Mình có test qua với cả Cinebench R3 thì điểm multi-core là 14.000 điểm, single core là 1.600 điểm. Máy nhanh chóng lên tới 100 độ và giảm về 9x độ. Với con chip Gen 4 của nhà AMD thì CPU này cũng được trang bị thêm một con VGA onboard rất là ngon. Đó chính là AMD Radeon 780M với sức mạnh phải ngang với cả một mẫu VGA 4GB GTX 1650. RAM đây của chúng ta thì được trang bị là RAM 16GB bớt 5600. Và điểm đặc biệt là rất nhiều mẫu laptop hàn chết RAM trên main, nhưng laptop này lại vẫn có hai khe cắm và hỗ trợ tối đa là 64GB. Dòng này thì cũng bán hai option là 16GB và 32GB nhá, thoải mái để anh em có thể lựa chọn tùy theo nhu cầu. SSD ở đây được trang bị là 1T chuẩn NVMe Gen 4 với tốc độ lên tới 6000 MB/s. Trong quá trình sử dụng khoảng 4 đến 5 ngày nay thì mình test vẫn vô cùng ổn định. Đó là toàn bộ cấu hình của HP EliteBook 845G10 năm nay. Và đây là một chiếc máy chỉ có một quạt tản nhiệt thôi. Đây vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm nhá. Một chiếc máy doanh nhân thì tất nhiên rồi, quạt phải êm và không ồn. Nhưng cũng chính vì vậy mà máy nóng lên khá là nhanh và TDP của CPU giảm xuống, khiến cho máy của chúng ta không được bung tỏa hết hiệu năng. Bây giờ hãy test qua một số tựa game nhé. Với Liên Minh huyền thoại ở setting trung bình thì nhiệt độ CPU sẽ tầm 7x độ và FPS vẫn ngon, tầm 160-200 FPS này. FIFA thì trải nghiệm ở setting vừa phải, FPS cho ra là 35-6x, nhiệt độ máy vẫn khá là mát, tầm 50-60 độ. Đặc biệt là quạt của máy này chạy cực kỳ êm. Tổng kết lại, HP EliteBook 845G10 là một chiếc máy dành cho doanh nghiệp cao cấp với những trang bị rất là chuyên nghiệp và ngon, như một màn hình siêu đẹp, độ sáng màn hình rất cao 500 nit. Chúng ta sẽ có một webcam rất là tốt với những phần mềm hỗ trợ tốt cho việc hội họp từ xa. Và rất là hiếm những chiếc laptop nào có cả khe thẻ 5G nữa, một chiếc bàn phím có thể chống tràn để giúp máy của chúng ta bảo vệ được tốt hơn. Anh em thấy sao về chiếc máy này? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần comment nhé. Đừng quên để lại một like, một subscribe cho kênh của Normal Computer, cũng như là bật chuông thông báo lên để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.